Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 5 tháng 2 năm 2020 có những nội dung chính sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy. Quảng Bình tích cực, bình tĩnh phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Ngư dân huyện Bố Trạch ra quân khai thác đánh bắt thủy hải sản. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 5 tháng 2, đồng chí Hoa Đăng Quang, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy về triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Năm 2019, công tác kiểm tra giám sát đã được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành đúng kế hoạch đề ra, xác định rõ trọng tâm trọng điểm, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện toàn diện có chất lượng hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao. Đơn thư tố cáo phản ánh đối với tổ chức đảng và đảng viên được giải quyết kịp thời đúng quy định. Việc thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục. Ủy ban kiểm tra đã xử lý kiên quyết, kịp thời và nghiêm túc một số vụ việc nổi lên như ở Đảng ủy xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Ban dân tộc tỉnh, Đảng ủy xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, Ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới. Những kết quả trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, củng cố và tăng cường niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, ra soát báo cáo Thường trực Tỉnh ủy bổ sung 8 vụ án, đưa ra một vụ án thuộc diện Thường trực cấp ủy theo dõi chỉ đạo theo quy định của chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận của Đoàn công tác số 5 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, kiểm tra giám sát tại Quảng Bình. Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu có hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức một cuộc giám sát chuyên đề đối với cấp ủy các cơ quan tư pháp cấp tỉnh. Trong năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận và xử lý 246 đơn thư khiếu nại tố cáo, theo dõi việc giải quyết đơn thư đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, thực hiện nhiệm vụ tiếp dân theo quy định. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoa Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính trong năm 2019 và tháng 1 năm 2020 của tỉnh có những thuận lợi và những khó khăn nhất định. Với sự nỗ lực quyết tâm cao của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét và đã góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và công tác nội chính trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phải bám sát kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chủ động tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện có chất lượng kế hoạch kiểm tra giám sát với tinh thần quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, tăng cường và mở rộng giám sát, chủ động nắm chắc tình hình để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra tổ chức đảng có vấn đề phức tạp mới nảy sinh để xảy ra vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu kịp thời chính xác trong công tác thẩm định nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp, tập trung xem xét giải quyết dứt điểm kịp thời triệt để đơn thư khiếu nại tố cáo, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện vi phạm về tư cách đại biểu, vi phạm nguyên tắc thủ tục bầu cử để thẩm tra xem xét kết luận. Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo các vụ việc nổi lên về an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng chống tham nhũng, tiếp tục theo dõi việc thụ lý giải quyết của các cơ quan tư pháp để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý theo quy định chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị, chủ trì phối hợp thường xuyên tổng hợp, rà soát các vụ án nghiêm trọng phức tạp,
dư luận xã hội quan tâm để đưa vào danh mục các vụ án thuộc diện thường trực tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo. Phối hợp với công an, theo dõi xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tự do báo chí để nhũng nhiễu và lợi dụng mạng xã hội đưa tin không đúng sự thật để vu lợi. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đã lưu ý một số vấn đề mà Ban nội chính tỉnh ủy cần tập trung thực hiện để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay ngày 5 tháng 2, Hội Hưu trí cơ quan tỉnh ủy đã tổ chức buổi gặp mặt hội viên đầu xuân Canh Tý năm 2020. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoa Đăng Quang, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy. Hiện nay, Hội Hưu trí cơ quan tỉnh ủy có trên 90 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội. Những năm qua, các hội viên luôn giữ vững phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên, tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào tại nơi cư trú, vận động con cháu hăng hái thi đua lao động sản xuất, chấp hành nghiêm những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư tỉnh ủy đã thông tin những kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Bình về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và những mục tiêu định hướng trong năm 2020. Trong đó nhấn mạnh về việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, công tác cán bộ và việc tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động và những đóng góp quan trọng của Hội Hưu trí cơ quan tỉnh ủy đối với sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đồng thời mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy trí tuệ tâm huyết, có những đề xuất giải pháp để đồng hành cùng với Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020. Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng sức khỏe và hạnh phúc đến toàn thể hội viên và gia đình. Nhân dịp này, Hội Hưu trí cơ quan tỉnh ủy đã tổ chức mừng thọ các hội viên cao tuổi và kết nạp hội viên mới. Sáng nay ngày 5 tháng 2, Thị ủy Ba Đồn đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trước trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo các phòng ban chuyên môn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trước trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, đồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn yêu cầu thời gian tới, thị xã Ba Đồn cần tiếp tục sản xuất vụ mùa theo đúng khung lịch thời vụ, có phương án hỗ trợ người dân mùa giảm hạt, triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cả dự án trên địa bàn. Về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về phòng chống dịch bệnh, không gây hoang mang dư luận, tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế trên địa bàn, dừng tổ chức các lễ hội. Sáng nay ngày 5 tháng 2, Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực công trình thủy lợi Rào Nan, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn. Tại buổi kiểm tra, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục theo kế hoạch, phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân. Công an thị xã Ba Đồn cần chủ động nắm chắc tình hình, có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ việc triển khai thi công dự án thủy lợi Rào Nan. Dịp này, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn đã tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa cho Trung úy Nguyễn Văn Đức ở phường Quảng Thuận và Đại úy Mai Anh Tuấn ở xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, mỗi ngôi nhà trị giá 75 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến những kiến thức cơ bản về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra cho cán bộ chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cả đơn vị trực thuộc. Đại tá Lê Văn Vĩ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu một số nội dung gồm tình hình dịch bệnh trên toàn cầu, trong nước và trong tỉnh, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, các hoạt động phòng chống dịch bệnh đã được triển khai tại Quảng Bình, kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Đại tá Lê Văn Vĩ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cán bộ chiến sĩ cần nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng cần chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của dịch bệnh corona, nhất là những ngành lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều như du lịch, nông nghiệp, để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố cần nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và theo dõi diễn biến dịch bệnh để chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại, kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, cần phối hợp với các sở ban ngành kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố những giải pháp xử lý rủi ro, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại theo quy định. Trong trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố cần báo cáo với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được xem xét xử lý. Để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình đã phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang y tế cho người dân và tài xế. Với phương châm chủ động không chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã trang cấp khẩu trang y tế cho cán bộ chiến sĩ và yêu cầu cán bộ chiến sĩ tuân thủ nghiêm những khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn về phòng ngừa dịch bệnh. Đơn vị cũng tiến hành phát miễn phí hơn 3.000 khẩu trang y tế loại 3 lớp đảm bảo tiêu chuẩn cho người dân đến làm việc tại bộ phận tiếp dân, thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang đúng cách nhằm đảm bảo an toàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng phát miễn phí khẩu trang y tế cho tài xế, người điều khiển phương tiện tại các tuyến đường, chốt kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Kết hợp việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông với nhắc nhở, khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn nhằm phòng chống có hiệu quả dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Tại thị xã Ba Đồn, nhiều cơ sở kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế và các nhà hảo tâm đã phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đó là quầy thuốc Hồng Ninh, cổng bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình phát miễn phí 850 khẩu trang y tế. Viettel thị xã Ba Đồn phát miễn phí 2.000 khẩu trang y tế. VNPT thị xã Ba Đồn phát miễn phí 600 khẩu trang y tế. Đoàn thanh niên phường Ba Đồn phát miễn phí 600 khẩu trang y tế. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng với cộng đồng phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra. Tại huyện Minh Hóa, một số nhà thuốc như Hoài Thương, Long Nga, Minh Điền đã phát miễn phí hơn 5.000 khẩu trang y tế cho người dân. Bên cạnh đó, cả cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn cũng phát miễn phí hàng ngàn khẩu trang y tế cho người dân khi đến giao dịch. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trong những ngày này, nhiều trường học và cơ sở giáo dục đã triển khai thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng. Các trường học và cơ sở giáo dục đã tích cực phối hợp với trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai tẩy trùng trường lớp và các thiết bị dạy học bằng chất tẩy rửa chloramin B. Theo dõi chặt chẽ sức khỏe của đội ngũ giáo viên và học sinh để kịp thời báo cáo đến cơ quan chức năng khi xảy ra trường hợp đột xuất. Hiện nay, do lượng hóa chất không đáp ứng đủ cho việc phun tiêu độc khử trùng, nên các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với trung tâm y tế các địa phương dựa vào lượng hóa chất sẵn có, ưu tiên phun tiêu độc khử trùng tại các đơn vị nằm trong khu vực dân cư đông đúc. Trước diễn biến phức tạp của tình hình nhiễm virus corona, các cơ sở khách sạn lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã chủ động triển khai phòng chống dịch bệnh. Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình có hơn 100 cán bộ, nhân viên. Để chủ động phòng chống dịch bệnh corona, lãnh đạo đơn vị đã tuân thủ nghiêm các quy định, khuyến cáo và hướng dẫn của các cơ quan y tế. Đồng thời, triển khai biện pháp phòng bệnh để nhân viên và du khách. Trong đó có việc đeo khẩu trang, dán bảng thông tin cách phòng bệnh tại các khu vực dễ thấy như thang máy của khách sạn. Triển khai tập huấn cho cán bộ, nhân viên về việc đảm bảo phòng chống lây nhiễm virus corona. Thường xuyên cập nhật thông tin của các cơ quan chức năng để có thông tin kịp thời, chính xác, để nâng cao ý thức cho người lao động và du khách từ phòng dịch bệnh. Ngoài ra, khách sạn Sài Gòn Quảng Bình cũng tiến hành phối hợp với các cơ quan y tế triển khai phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh. Tất cả nhân viên được yêu cầu thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không phân biệt khách du lịch đến từ quốc gia nào mà cần ứng xử văn minh, đảm bảo môi trường du lịch hài hòa, an toàn. Trong những ngày này,
huyện Bố Trạch đã triển khai phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch đã chỉ đạo trung tâm y tế huyện cấp 280 kg thuốc khử trùng chloramin B cho trạm y tế các xã thị trấn. Trước mắt, tập trung phun thuốc khử trùng tại các trường học và chợ trên địa bàn. Sau khi có thuốc khử trùng cấp bổ sung, sẽ tiếp tục phun tại trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp và những nơi tập trung đông người. Là nơi thường xuyên tập trung đông người, nên từ khi có thông tin về sự bùng phát và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, các bến xe, nhà ga tại Quảng Bình đã tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại ga Đồng Hới và một số bến xe trên địa bàn thành phố. Tại bến xe Đồng Hới và bến xe Nam Lý, trong một tuần qua, khi có thông tin về dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Dịch vụ Quản lý bến xe, hai đơn vị đã thực hiện phát thanh tuyên truyền việc cần thiết phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với hành khách, đồng thời hướng dẫn cách đeo khẩu trang cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, tài xế xe khách và hành khách. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ Quản lý bến xe cũng đã làm việc trực tiếp với các đơn vị vận tải để yêu cầu lái xe và nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt hành trình vận tải hành khách và rửa tay bằng nước sạch trùng nhiều lần trong ngày. Bến xe Đồng Hới là cái điểm đầu tiên và cũng là cái điểm cuối cùng để đón trả khách. Và đặc biệt là cái bến liên tỉnh như thế này là có những cái chuyến xe là thông qua là Lạng Sơn, rồi là Hải Phòng, rồi là Vinh đi qua cái khu vực Vũng Áng, rồi Hải Phòng là cái nơi đã bùng phát dịch. Chính vì vậy, bến xe đã chủ động là phối hợp với Sở Y tế là phát khẩu trang miễn phí cho tất cả các nhà xe và hành khách đi xe. Hàng ngày thì có cái thống kê cái số lượng khách của quốc tế, đặc biệt là khách đến từ phía Trung Quốc, phải thống kê để mà báo cáo với lãnh đạo để mà khoanh vùng để mà xử lý. Tại ga Đồng Hới, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và ngành đường sắt, đơn vị cũng đang rảo riết triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa dịch cho hành khách và nhân viên. Đặc biệt, công tác phòng dịch được tập trung trên các chuyến tàu Bắc Nam và tại những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. Theo đó, đơn vị cũng đã chủ động trang bị khẩu trang, nước sạch khuẩn và phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Bình phát khẩu trang y tế cho các chức danh làm việc trên tàu và hành khách đi tàu. Tất cả nhân viên bán vé, bốc xếp, bảo vệ tại nhà ga đều phải đeo khẩu trang khi đi làm việc. Hệ thống loa được phát liên tục để cảnh báo, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh cho hành khách biết. Mọi người dân mà có ý thức công tác là đảm bảo cho bản thân mình hay là người thân như vậy là tốt, và các Sở Y tế thì cơ quan và đặc biệt là các nhân viên ở tàu đã quan tâm là tạo điều kiện cũng như là ý thức cho người đi tàu như vậy là quá tốt. Về phía đơn vị thì lãnh đạo đơn vị cũng đã thống nhất phối hợp cùng với các đơn vị trong khu vực ga Đồng Hới, trong đó có trạm vận tải đường sắt Đồng Hới là đơn vị có lực lượng cán bộ công nhân viên mà làm trực tiếp công tác phục vụ hành khách, chủ hàng tương đối nhiều, nên là lãnh đạo chúng tôi đã thống nhất phát huy nỗ lực hiện có, chúng tôi triển khai ra quân đồng loạt làm tổng vệ sinh môi trường khu vực nhà ga, các phòng làm việc, tạo không khí trong khu vực nhà ga được thông thoáng, sạch sẽ, niêm yết một số cái đường dây nóng của Bệnh viện Việt Nam Cuba, rồi Sở Du lịch cũng như là Sở Y tế để tạo cho hành khách đi lại, người dân xung quanh được biết khi có cái trường hợp xảy ra thì cũng đã có công tác phối hợp mà kịp thời. Sau Tết là khoảng thời gian cao điểm về vận tải khách của ngành đường sắt. Thế nhưng do dịch Corona bùng phát, nhiều hành khách đã trả vé, số lượng hành khách đi tàu đã giảm khoảng 20-30% so với thời điểm này mọi năm. Hiện nay, trên các chuyến tàu, ngành đường sắt đã chỉ đạo duy trì nhiệt độ thường xuyên trong cả toa tàu vào ban ngày là 25-26 độ C, ban đêm là 26-27 độ C, theo khuyến cáo của Bộ Y tế về mức nhiệt độ trong phòng kính, nhằm hạn chế thấp nhất virus corona có thể phát tán. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tiếp nhận và cách ly các công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa có thông tin cụ thể về việc đón 229 lao động Việt Nam đi làm việc tại Trung Quốc về Quảng Bình để cách ly theo dõi và quản lý, tuy nhiên hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nơi ăn ở, sinh hoạt cũng như công tác phòng chống dịch bệnh để đón người lao động về theo kế hoạch. Cùng với việc tham mưu xây dựng kế hoạch phòng chống dịch,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã di chuyển lực lượng của một đơn vị quân đội để lấy doanh trại làm nơi lưu trú, sinh hoạt cho 229 lao động người Việt Nam trở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày để cách ly theo dõi quản lý. Chỉ đạo Ban Quân y phối hợp với cả đơn vị y tế để thành lập các tổ cách ly phòng dịch, xây dựng các phương án tuần tra quân sự, canh gác, đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị các điều kiện về thông tin liên lạc, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra trong khu vực lưu trú cách ly. Thành lập các tổ phục vụ để đảm bảo chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày cho các lao động trong thời gian cách ly tại các đơn vị. Sau khi nhận chỉ đạo thì chúng tôi tiến sẽ rất là tích cực và đặc biệt là giao cho đơn vị, các đơn vị của quân đội sử dụng các cái lực lượng để mà sắp xếp bố trí unit, cơ sở vật chất. Người lao động về được hưởng theo ăn theo chế độ bộ binh là 57.000 người thì chúng tôi sẽ phục vụ theo tiêu chuẩn bộ đội, hay là sử dụng cả cái quân trang của quân đội để mà phục vụ đủ bảo đảm điều kiện cần thiết. Rồi ngoài ra tham mưu thì mua sắm thêm một số vật dụng để phục vụ làm thế nào với điều kiện tốt nhất và vừa là bảo đảm an toàn cho khu dân người dân cư xung quanh và cả cái lực lượng. Thứ hai là phải bảo đảm tốt nhất điều kiện cho 229 công dân về địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng chỉ đạo Ban Quân y phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sử dụng hóa chất chloramin B để tiến hành phun tiêu độc khử trùng nhằm diệt khuẩn và đảm bảo vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực các lao động từ vùng dịch trở về lưu trú. Đồng thời, trong quá trình tiếp nhận và cách ly người lao động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan liên quan để theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trung tâm cũng sẽ có sự phối hợp với các ngành, các ban ngành trong tỉnh và đặc biệt là trong các ban ngành thuộc ngành y tế sẽ theo dõi giám sát các cái lao động kể từ khi về nước cho đến trong quá trình theo dõi lưu bệnh tại địa điểm này trong vòng 14 ngày để đảm bảo cái vệ sinh phòng bệnh. Với việc triển khai các phương án một cách khoa học cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã sẵn sàng cho việc tiếp nhận 229 công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về để cách ly theo dõi, quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo tin mà chúng tôi vừa nhận được từ ông Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Bình cho biết, cuối giờ chiều ngày 5 tháng 2, khoa vi sinh miễn dịch Viện Pasteur Nha Trang thông báo 4 trường hợp nghi nhiễm virus corona tại Quảng Bình đều có kết quả âm tính. Ngày 3 tháng 2 năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã gửi mẫu xét nghiệm của 4 trường hợp nghi nhiễm virus corona đang được theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới tới Viện Pasteur Nha Trang. 4 người đều là người Quảng Bình, trong đó có 3 người ở huyện Bố Trạch và 1 người ở thành phố Đồng Hới. Cả 4 trường hợp này đều cho kết quả âm tính với virus nCoV. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với người dân Quảng Bình trong thời điểm dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp ở một số địa phương trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời tiếp nhận thông tin tố giác về các hành vi vi phạm liên quan đến việc niêm yết giá bán, các hành vi lợi dụng khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ găm hàng hoặc lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với mặt hàng trang thiết bị y tế dùng để bảo vệ sức khỏe, phòng chữa bệnh và các hành vi vi phạm về sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại trên địa bàn. Cục Quản lý Thị trường Quảng Bình đề nghị quý tổ chức cá nhân khi phát hiện các hành vi vi phạm, xin gọi đến số điện thoại 1800 558873 để tố giác. Cục Quản lý Thị trường Quảng Bình sẽ tiếp nhận kiểm tra và xử lý kịp thời. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi các biện pháp giảm nguy cơ mắc chủng mới của virus corona.
đúng cách. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Lệ Thủy phấn đấu có thêm một xã về đích nông thôn mới trong năm 2020. Ngư dân huyện Bố Trạch ra quân khai thác đánh bắt thủy hải sản. Thưa quý vị và các bạn, để giúp người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với 4 tổ chức chính trị xã hội để ủy thác cho vay. Đến cuối năm 2019, dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt trên 3.200 tỷ đồng, chiếm 99% tổng dư nợ. Năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp thực hiện nghiêm túc các hợp đồng ủy thác đã ký kết. Trong đó, chú trọng các nội dung thực hiện của hội đoàn thể cấp xã đối với việc tuyên truyền các nhiệm vụ cho vay, quản lý nguồn vốn hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn và hộ vay. Thực hiện giao ban định kỳ, trao đổi thông tin giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức nhận ủy thác để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay. Xác định xây dựng nông thôn mới là nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2020, huyện Lệ Thủy sẽ tích cực huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Lệ Thủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được xây dựng khang trang, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đến nay, toàn huyện có 423 lượt tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn, có 19 xã đạt 19 tiêu chí, một xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Năm 2020, huyện Lệ Thủy sẽ chỉ đạo xã Sen Thủy phấn đấu về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra. Những năm qua, phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã được nhiều kết quả tích cực. Các cấp bộ đoàn đã tập trung thực hiện các công trình thanh niên, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, cảnh quan môi trường, tham gia phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực nông thôn. Các cấp bộ đoàn đã triển khai 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 28 công trình thanh niên cấp huyện và trên 3.400 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó nổi bật là xây dựng 17 nhà nhân ái cho các cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 2 cầu dân sinh, 2 giếng khoan thanh niên, 2 sân bóng chuyền, 27 km công trình thắp sáng đường quê, tu sửa đường nông thôn, sân sửa hàng rào nghĩa trang trường học, xây dựng 20 sân chơi cho thiếu nhi. Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã vận động các nguồn lực tổ chức khởi công xây dựng khu tưởng niệm thanh niên xung phong C283 tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Các công trình phần việc thanh niên thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia đảm nhận những công trình phần việc thanh niên, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương. Thời gian qua, công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có những chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đi vào nền nếp. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 50 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp. Năm 2019, công tác kiểm tra kiểm soát việc sản xuất kinh doanh cây giống được thực hiện nghiêm túc. Qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp. Năm 2019, toàn tỉnh sản xuất được 24 triệu cây giống lâm nghiệp để phục vụ trồng rừng. Tỷ lệ giống được kiểm soát đạt 94,3%. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các địa phương trên địa bàn huyện Bố Trạch đã tổ chức lễ ra quân khai thác đánh bắt thủy hải sản. Xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch là địa phương có hơn 250 tàu cá đánh bắt ra bờ. Các tổ hợp tác trên biển của xã luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, hỗ trợ nhau vươn khơi bám biển. Ngày đầu ra quân, các ngư dân đã thể hiện tinh thần hăng hái, phấn khởi chuẩn bị cho vụ khai thác thủy hải sản bội thu. Năm vừa qua thì nói chúng thì đánh mùa mang chẳng chứa được là bội thu cho lắm, ngư dân cũng rất nhiều khó khăn, mong muốn chuyển biến đầu năm của năm 2020 này thì cũng bội thu và có năm ăn cũng đạt kết quả tốt. Hiện nay huyện Bố Trạch có hơn 1.000 tàu cá có động cơ, trong đó có khoảng 350 tàu có công suất lớn tham gia đánh bắt ở các ngư trường xa. Năm 2019, sản lượng khai thác đánh bắt thủy hải sản của huyện đạt hơn 22.000 tấn, trong đó có nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế như tôm, mực, cá ngừ, cá cơm, mang lại nguồn thu nhập khá cho các lao động làm nghề đi biển. Sau cái Tết Nguyên đán của dân tộc thì bà con ngư dân trên địa bàn huyện
là tổ chức cái lễ phát động ra quân khai thác thủy sản nhằm động viên rồi bà con ngư dân bám biển khai thác thủy sản và là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Bà con ngư dân cũng là quyết tâm sẽ là khắc phục những khó khăn thách thức về điều kiện thời tiết, quyết tâm là đánh bắt là sẽ là đạt được cái sản lượng vượt cả cái chỉ tiêu của năm 2020. Hy vọng mùa biển mới, ngư dân huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vươn khơi bám biển để phát triển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao.